Bạn anh đâu nhỉ? Không phải khúc đâu rồi? Khúc là xuống bao giờ đấy? Em đi mấy em đấy? À, có nhìn thấy cánh không? Chỗ này thì nhìn thấy rồi. Cái cung á? Cái chị khẩn trước. Cười. Thầy đi thẳng đến mic đi. Rồi. À, bao nhiêu người hôm nay mới đến đây lần thứ nhất? Đây ạ. Nhiều thế. Lần đầu tiên đến nhưng mà ai cũng biết thầy rồi ạ. Thầy giờ quán cũng mà hỏi tôi quay đâu, tôi biết là quay đâu. Làm chân không? Đấy, bác sửa dễ bác sửa dễ. Hay là bác ngồi đi. Không, đừng ngồi cái lá sen, nhưng mà bác có thể ngồi thấp. Đây. Biết rồi, tí nữa mà tí nữa bạn nào mang theo cái ghế cho bác. Được, có bị dưng không? À, trước khi tôi nói, tôi đề nghị tất cả để điện thoại về chế độ rung. Nói đi nói lại rồi vẫn cứ không vâng ngạ, rồi vẫn cứ nghe cho mà xem. À, đừng để nó kêu, đặc biệt là khi chúng ta vào trong khu vực trong. Rồi, bắt đầu được chưa? Tức là lại nghe cái clip ở trên gì đó, phải không? Hôm nay thầy nói nhiều hơn đi ạ. Hôm nay được nói mà được đảm đạo, nhưng mà cũng phải xin lỗi là tôi cũng không ngờ là mọi người quay xong mọi người lại post lên. Tức là lúc đứng thì cũng nói chuyện bình thường thôi. Đâm ra nhiều khi có những cái từ đệm ấy. Là cũng bị mắng đấy. Tự nhiên lại bảo thế mới đều. Thầy mà nói thế mới đều. Thì cũng xin lỗi tất cả. À, chúng ta hãy bắt đầu bằng câu hỏi là tại sao chúng ta đi lễ rất nhiều. Hết đình nọ chùa kia đền xin rất nhiều, được rất ít, được vô cùng ít, được khác. Thế thì có rất nhiều cái cách giải thích cho cái câu đấy, nhưng mà chắc chắn có một câu trả lời là chúng ta không hiểu đạo và chúng ta không biết lễ. Không hiểu đạo, không biết lễ thì làm sao xin được? Chúng ta ỷ vào cái tâm. Tâm chỗ đạo phải có, tâm thì luôn luôn là phải có, nhưng nếu không biết lễ, không hiểu đạo, chúng ta không xin được. À, có thể trong chùa được. Phật là từ bi, ỷ xả. Thôi mày không biết gì, mày mù mắt thì ok, tha thứ. Nhưng mà trong đền thì không. Nếu chúng ta chào sai tôi cũng đã chết. Tôi hay đùa, tôi bảo chào chị Trình mà không, em là chuẩn. Chào chị Trình, tôi đã bảo tôi là chuẩn, tôi cứ gặp chị Trình. Thế thì không nói chuyện được, đúng không? Chúng ta phải nói đúng tên, đúng tuổi. Chúng ta trong đền chúng ta quen, đi đâu chúng ta cũng chào Phật hết. Tôi nói đi nói lại cái này, Nam Mô A Di Đà Phật, ở đây không có ông Phật nào cả. Đấy. Thế thì chúng ta cứ gặp ông Hoàng Bảy, Hoàng Bơ, gặp bà Hai, Bà Trưng, chúng ta cũng phong Phật luôn. Rồi đi ra gặp cái gốc cây, cái hòn đá, thấy có vài cái hương cắm, cũng Nam Mô A Di Đà Phật, bệnh quá. Bệnh quá. Thế thì ở đây chỉ có lạy ngài và lạy bà thôi. Phật không có. Thế rồi chúng ta xin cái gì, xin giống nhau, gặp ai xin, gặp ông Trừ Đồng Tử, cái khố không có mà mặc thì cũng lại xin cho con đi du học thì chết. Ông không có tiền, xin ông từ đây trở vào trong, vị tượng nào cho cái gì tôi sẽ nói, chỗ nào cho con, chỗ nào cho tiền, chỗ nào cho hạnh phúc, chỗ nào bất hạnh, chỗ nào cho duyên, chỗ nào sức khỏe, cứ thế mà xin, cứ một nén hương. Lúc này cần một tấm lòng, các bạn sẽ thấy nó hiệu nghiệm rất nhiều. Tôi ngồi đây tôi nói phải chứng quá nhiều cái hình hiệu nghiệm, nhưng mà phải biết lễ. Lễ rất quan trọng các bạn. Đấy, tôi vừa nói xong vẫn thế, lại lúi húi chạy. Khi các bạn làm một cái bữa lễ xôi chè thủ gà thủ lợn rồi đủ các thứ, thiếu một chén rượu bé tí đấy, các cụ bảo phi tiểu bất thành lễ. Cuộc lễ ông nói với đi, mà thiếu một chén rượu ông quên. Làm rất nhiều thứ rồi, hoa cắm đầy đủ, phi tiểu bất thành lễ. Như vậy cuộc lễ, lễ biết lễ cũng rất quan trọng. Tất nhiên nó không cầu kỳ lắm đâu, đừng làm sai là được, tôi sẽ nói. Rồi, thế bây giờ ta nói đến đạo. Chúng ta đang đứng trên đất của mảnh của đạo tổ tiên Việt Nam. Đạo tổ tiên nghĩa là gì? Nghĩa là ông tổ chết thì quy tiên. À, bố còn không? Dạ, cảm ơn thầy. Cụ nhà em quy tiên rồi. Nhá, tôi nói những người có tuổi một tí sẽ hiểu cái đấy. Còn bọn trẻ chắc là không biết lắm. Chứ còn ví dụ anh có vẻ trông cũng vẻ cũng có tuổi tí. Dạ, cảm ơn thầy. Ông già nhà em quy tiên rồi, đúng không ạ? Quy tiên. À, nghĩa là về với tổ tiên, tất cả về tiên. Chúng ta cúng phả độ ra tiên, chúng ta là con rồng cháu ông tiên, và ông tiên to nhất là ông trời.
Cho nên chúng ta há miệng ra là ối trời ơi, cái này có trời mới giúp được mình. Chúng ta chỉ khấn chứ. Tôi đang nói nhé, còn chỗ nào tôi nói đây là chúng ta đang khấn trời. Và người Việt Nam tin vào ông trời, gặp nhau cuối năm ở trên TV ấy, là Ngọc Hoàng Thượng Đế, không có ông nào khác, cứ ông đấy mà kêu. Đúng không? À, ở vùng nông thôn Việt, ở các bạn không biết nào chứ vùng này ấy, là ở ngoài vườn ấy, người ta có một cái bàn thờ gọi là cây hương. Đúng không? Và cái bàn thờ đấy nó không có mái, gọi là bàn thờ thuận thiên hay bàn thờ thông thiên. Bây giờ các nhiều nhà có tiền bắt đầu xây cái bàn thờ ở ngoài vườn, cũng lại thêm cái mái cong cong này, là sai. Cái bàn thờ thuận thiên không có mái. Người nông dân Việt Nam được mùa, mất mùa, một nén hương, một củ khoai, một bát gạo mới cúng trời luôn. Và cúng là được ngay, không phải chờ. Ơn trời mưa xuống, ngày mai con muốn cúng, mưa sẽ xuống. Ơn trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày. Trời hay lắm, trời rất quảng đại. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, con nhà trời mà ta gọi là ông trời, là rất thân mật. Ông chỉ có giúp thôi, chứ không bao giờ ông hại gì cả. Theo ông trời thì có ba người con gái. Bà thứ nhất tên là Thiên Phi Linh Nguyên Thánh Mẫu Thủy Cung, chính là đền chúng ta chuẩn bị vào. Cách đền có từ thế kỷ 14. Khi mà người ta đắp lên sông Hồng, đắp lên sông Hồng không được, đắp lại đổ, thì có cụ Lãng Thành, cụ lập đàn rất to và cúng được, thì người ta thấy một con ngỗng trời bay lên. Cho nên các cụ gọi là Linh Nguyên, Linh Nguyên là ngỗng trời. Bà đã giáng xuống giúp ta đắp xong đê sông Hồng. Công của bà rất to. Nếu không có bà, chỗ này là đầm lầy, không có lúa mà ăn. Cho nên đắp xây một cái gì đó, người ta về người ta lạy bà. Các bạn có cái gì cần phải xây đắp, xin về với bà. Đặc biệt những người xuống đến đáy rồi, không có cửa, tôi làm chứng nhiều lắm, lạy bà vực dậy. Cho nên gọi là đền vực hay đền bà chúa vực là như thế. Đền bà rất linh thiêng, các cụ gọi là đền cầu được ước đấy. Phần âm nó rất là thịnh, phần dương thì nó suy. Năm nay thì nó thịnh, đông quá thì cũng không. Thôi đấy, đấy là duyên của bà, các bạn có duyên với bà thôi. Còn thực sự đền không quảng cáo gì cả. Ông nào đó post cái mình lên trên YouTube, thế là thôi. Chứ còn là đền không có, cứ để cho phần âm nó được thịnh. Còn các bạn có duyên với bà thì tốt quá, đến mà ăn lộc của bà, đấy là lộc của các bạn. Người con thứ hai của Ngọc Hoàng chính là Mẫu Liễu Hạnh. Tí nữa tôi vào trong tôi sẽ nói. Người con thứ ba gọi là Công Chúa Ba. Bà đã giáng xuống Việt Nam ở Đông Dương Tích, tu thành Phật Bà Quan Âm. Đây là vị Phật duy nhất ở trong đền này. Vì Phật Bà là con của Ngọc Hoàng, có dòng máu tiên nhưng lại tu thành Phật. Cho nên nếu các bạn để ý, bà không ngồi với các Phật, bà không ngồi trong chùa, bà ngồi ngoài sân trong chùa các Phật. Riêng bà là ngồi một mình một lòng ở ngoài sân để gần với trời. Bây giờ đến lễ chắp thế này nhé. Từ đây vào trong tôi sẽ nói tượng nào cho cái gì, các bạn nhớ hộ. Xong lúc sau hãy quay lại xin nhé. Vì có người thì thích xin con, có người thích xin tiền, có người thì tính sau. Nhưng mà lễ nhé, lễ thế này là vào chùa. Còn ở đây thì không lễ thế này. Ở đây chắp thế này. Người Việt, ông bà mình mà thiên địa nhân đấy, tay trái là thiên, tay phải ở dưới là địa, trời đất. Chắp ngón này vào là nhân, là người. Tam tài thiên địa nhân, tam đa phục lục phẩm. Tức là bảo bố anh là chắc kiểu này. Đúng. Cái tuổi anh em mình, cụ nhà mình là trước bàn thờ gia tiên là chắp thế này. Thì từ đây vào trong các bạn chỉ lạy ngài lạy bà, và chúng ta chắp thế này nhé. Thiên địa nhân. Làm cái gì cũng phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới được. Đấy. Khi mà chào nhau, tam tài thiên địa nhân thấy, tam đa phúc lộc thọ là đỉnh, chúc nhau hết vào trong này. Được chưa? Tôi cứ nói như thế nhé. Bây giờ chúng ta đi tiếp được không? Được. Nhá. Cho mình đi trước.